Vâng, xin chào cô chú anh chị đến kênh Chợ Nhật Bản. Cho đăng ký kênh, hôm nay em lên clip số 85 về đồ nghề. Anh chị mình bấm nút like và nút đăng ký kênh để theo dõi các clip mới bên em. Chốt hàng thì mình cứ điện thoại hoặc nhắn tin vào số điện thoại trên tiêu đề. Chuyển khoản đơn trên 300 bên em sẽ bao ship, đơn dưới 300 vui lòng chuyển thêm dùm em 10.000 tiền phí ship và ship code nhận hàng thanh toán tiền đồng giá là 30.000 một đơn. Hàng hóa thì em có quay kỹ ở trên clip ha. Em có đặt thước đo quay kỹ những cái góc cạnh của hàng thì anh chị mình xem kỹ hàng rồi mình chốt. Thì đầu tiên em xin đi vào mã số 1 luôn. Thì hôm nay em có được một ít lưỡi cắt kim cương cho anh chị mình cắt gạch bông, gạch men hoặc là bê tông nhỏ ha. Đây là hàng của hãng Disco này, hãng Liger có hình con báo này ha. Đó, cắt Upwell Diamond là lưỡi cắt kim cương, hàng mới chưa xài, tốc độ rất là nhanh, 80 m/s. Thì hàng này anh chị mình xài cho máy cắt cầm tay giùm em, máy cắt máy mài cầm tay. Đường kính tầm khoảng 10.5 và phần cốt ở giữa là 2 xăng ha. Đây là cái phần độ dày của nó tầm khoảng là 1.8 ly. Hàng mới chưa xài, ngon lành. Đây là những cái phần lưỡi cắt kim cương này. Rồi cái này mã số 1, chốt cho em mã số 1 giá là 150 anh chị ha. Mã số 1 giá là 150. Rồi em lên mã số 2. Số 2 là một lưỡi cắt ha, lưỡi cưa gỗ ha. Lưỡi anh chị mình có thể mình cắt gỗ, lưỡi cắt hợp kim. Rồi cái này là của hãng Bakuma, hiệu con gấu của Nhật ha. Đây là đường kính 10 xăng và gồm có 32 răng Bakuma của Nhật. Đường kính là 10 xăng này, hàng mới chưa xài luôn nha chị ha. Và phần cốt nó tầm khoảng 2 ly. Cái này anh chị mình xài máy cắt cầm tay được ha. Nó đây là cái phần bản của nó nè. Hàng mới chưa xài. Gồm 32 răng ha, hàng của Bakuma. Lưỡi cưa gỗ, cắt gỗ, chốt cho em mã số 2 giá là 120. Em lên mã số 3. Thì số 3, số 4 và 2 là hai lưỡi cưa gỗ nha chị ha. Anh chị mình có thể dùng cưa gỗ, cắt gỗ. Đây. Mã số 3 là một lưỡi cưa gỗ của hãng Blackburn của Nhật. Cây này đường kính tới là 19 xăng nhân cho độ dày là 1.6 và gồm có 52 răng. Đây là những cái phần lưỡi cắt nha chị ha, lưỡi cưa gỗ cắt gỗ nè. Đó, hàng mới chưa xài Blackburn của Nhật, mã số 3 giá là 180, đường kính là 19 và phần cốt ở giữa này cũng tầm khoảng 2 xăng anh chị ha. Anh chị mình xem kỹ, anh chị mình gắn được máy nào thì mình gắn. Lần sau chưa xài nè, những cái răng là hàng mới nguyên chưa xài anh chị ha. Rồi cái này chốt cho em mã số 3 giá là 180 ha. Em lên mã số 4. Số 4 cũng là một lưỡi cưa gỗ ha, cũng là răng hợp kim chưa xài của hãng KPK của Nhật nè, KPK của Nhật ha, Japan. Mã số 4 giá là 180. Rồi đây là những cái phần răng hợp kim nha chị, răng hợp kim mới chưa xài, có những cái rãnh thoát phôi nè mặt sau ha. Đó. Em sẽ đo phần đường kính, cái tem này nó hơi gơ, không có dính. Đường kính là khoảng 18 anh chị ha. Phần cốt ở giữa tầm khoảng là 2 xăng nè. Rồi cái này chốt cho em mã số 4 giá là 180, một lưỡi cưa gỗ của Nhật, KPK của Nhật ha. Rồi em lên mã số 5. Số 5 ha, số 5. Số 5, số 6, số 7 là phụ kiện anh chị mình xài với lại đai an toàn ha. Rồi số 5 đây là một cái phụ kiện chữ D để anh chị mình gắn vô cái đai hông. Đai hông như thế này anh chị, cái đai hông các bạn là nó rộng tầm khoảng là 5 xăng nè, thì anh chị mình dùng gắn cái phần chữ D này vô ha. Chữ D hoặc là hai chữ B úp lại với nhau á. Thì anh chị mình gắn vô để anh chị mình gắn những cái phụ kiện như thế này này. Mình gắn những cái móc này vô ha. Thì mình không có móc trực tiếp vô cái đai cái dây được, thì anh chị mình sẽ dùng cái phụ kiện này để anh chị mình nối tiếp vô ha. Đây. Thì cái này giá nó tầm khoảng là 370-380 anh chị ha. Hàng mới chia xài của Fuji Enco này, mã số 5 giá là 70.000. Mới chia xài ha. Thì anh chị mình sẽ nối, không có nối trực tiếp vô cái đai. Cái đai được thì mình sẽ nối vô đây. Mới chưa xài. Mình sẽ nối vô đây ha. Đây có hướng dẫn sử dụng là mình nối vô cái đai hông nè. Rồi mình gắn những cái móc chống xốp hoặc là những cái móc cái dây thừng vô để anh chị mình nối với lại những cái dàn ráo hoặc là điểm cố định á. Để mình đảm bảo an toàn thì sử dụng cái này. Anh chị mình tìm em dùm em là Fuji Genko Tetsujaron ha. Đây là cái mã sản phẩm này, sản xuất tại Nhật này ha.
Mã sản phẩm của nó là NT-F51-HD. Đó. Rồi. Thì có thông tin đây ha. Giá của nó tầm khoảng là 1.748 yên nè. LTF51HD ha. Chị mình có thể thấy giá là 368.000 nè. 368.000, 1.748 là 368 Việt Nam đồng ha. Rồi mã số 5 giá là 70.000. Em lên mã số 6. Số 6 là một sợi móc để anh chị mình gồm có móc, gồm có hai dây thừng màu đen và hai móc ở trên như thế này để anh chị mình gắn vô đây không, hoặc là anh chị mình gắn vô phần đai sau lưng ha. Rồi. Thì cái này là hàng của Titan chưa xài, mã số 6. Titan chưa xài ha. Chiều dài mỗi sợi dây này từ cái điểm mà cái chốt xoay 360 độ này nè, Titan nè, và tới cái đầu này lên mỗi dây ha, là nó tầm khoảng 1m75. Đường kính dây này là 1.1 xăng ha. Và cân nặng tổng thể cái sợi dây này là 930g. Đó, cái chỗ này là hàng Titan chưa xài. Mã số 6 nha anh chị. Đây anh chị mình thấy chữ Titan nè. Hai bên đều có chữ hết ha. Đó, Titan đều có chữ hết. Chưa xài còn nguyên tem nhãn. Cái lớp xi là rất là mịn. Cái lớp xi rất là mịn ha. Rồi. Này để lâu lại cái cam nó hơi mờ vậy. Đây. Rõ hơn này. Thì hình thức sợi dây số 6 là như thế này nha anh chị. Hình thức nó như thế này. Một cái chốt ở giữa là 360 độ ha. Và anh chị mình thấy hai dây thừng qua mỗi bên là một móc này, của Titan, của Sanco này. Và giá nó tầm khoảng là 13.640 yên chưa thuế, và thuế vô tầm khoảng hơn 14 thì nó tầm khoảng là 2.6-2.7 một cộng anh chị ha. 2.6-2.7 một cộng. Đó. Rồi đây là thông số ha. Thông số. Nặng là 930g, chiều dài là 1m75 và đường kính sợi dây màu đen á, dây thừng là 1m1.1 xăng ha. Rồi. Giá là 2.6-2.7 mà em bán có 250 thôi. Anh chị em cũng còn ít à. Nên là anh chị nào mà mình có nhu cầu mình mua, mình đi mình có leo cây, leo cột điện, hoặc là anh chị mình có lắp dàn ráo, hoặc là anh chị mình có đi lắp những cái cục nóng máy lạnh á, thì mình xài cái này cho nó đảm bảo an toàn ha. Rồi mã số 6, giá là 250. Cái này thì chỉ nó mất cái hộp thôi. Anh chị mình muốn lấy hộp thì anh chị mình lấy mã số 7, giá là 260 ha. Thì cái kia thì nó rớt cái hộp ra, nó kiểu nó dơ nó rách cái chị. Rồi nó rớt ra thôi chứ không có gì. Nó cũng là hàng chưa xài. Còn không thì anh chị mình lấy mã số 7 có hộp là 260 ha. Đây là cái phần tem lưu kho siêu thị này. Từ 2019, 30 tháng 4 2019 ha. Hàng tồn kho siêu thị á. Thì cái hộp nó rách rồi, nó bóp méo như thế này rồi bỏ thôi chứ không thể nào giữ lại được thì mới bỏ thôi, chứ còn nó còn vậy thì em bỏ luôn nữa này. Đây ha, bên trong cái chai nha chị ha, hai móc, một cái chốt ở giữa 360 độ này và sợi dây. Dạ, toàn là chữ Nhật nên chị yên tâm là hàng nội địa ha. Rồi cái này chốt giùm em mã số 7, giá là 260, móc có hộp. Mã số 7 giá là 260 ha. Rồi em lên mã số 8. Số 8 em qua búa ha. Số 8 là một cây búa của hãng Susa Sesakuse của Nhật. Rồi anh chị mình thấy chữ Susa Sesakuse của Nhật này nó còn được ít chỗ này. Thì hôm qua em có bán cái búa mạ không rỉ đó. Anh chị mình thấy hàng này bán cũng toàn hàng xịn rồi. Nên anh chị mình mua những cây này cực kỳ bền ha. Hàng của Susa Sesakuse của Nhật. Cây này cũng còn khá mới ha. Nhưng mà do để bãi thì nó hơi có vài cái vết chấm chấm nhăm nhăm nhẹ thôi. Đó, nhưng mà những cây này thép cực kỳ cứng cho anh chị ha. Xài ngon lành. Đây có chữ Nhật này. Đây này cũng có logo nè. Đó. Mặt trước có chữ ha. Sesa Sesakuse của Nhật. Rồi. Susa Sesakuse của Nhật. Cái này nặng là 240g ha. 240g.
cán thì còn liền lạc chắc chắn chốt nem đàng hoàng. Cán dài là 30 cm, chiều dài đầu búa là 7 cm ha. Chỗ này thì nó tầm khoảng là 1.8 nè, chiều dài này thì tầm khoảng là 2 cm. Rồi cây này anh chị mình xài bền nha chị ha, nó có vài vết cấn như vậy thôi chứ xài bình thường không vấn đề gì. Xài những cây này nếu mà anh chị mình cần xài size từ 240g á thì anh chị mình mua cây này ha. Rồi mã số 8 giá là 120. Em lên mã số 9. Số 9 là một cây búa bát giác ha. Cây những cây này là đời cũ anh chị ha, nên anh chị mình xài nó rất là cứng, thép của nó cứng cực kỳ. Nó cũng không thua gì hàng Mỹ đối với những cái cây mà đời cũ như thế này. Đây là mã số 9 ha. Một cây búa bát giác của Nhật. Rồi, tên hãng nè. Đó. Chốt nêu anh chị mình thấy chốt rất là chắc chắn ha. Rồi đây là mặt này có xả lướt chút nha anh chị, nhưng mà anh chị mình thấy nó còn đẹp, nó không có cấn dập hoặc là mẹ đâu. Đó, mặt bên này chữ đúc nổi luôn ha, chữ khắc nổi luôn như thế này. Bên này có cái chữ là 1,3 kg. Thì cân nặng tổng thể cây búa này nó tầm khoảng là 1,3 kg hơn nha anh chị ha, 1,3 kg hơn. Đó, đúc nổi này ít gặp nha anh chị ha. Và cái chữ này cũng là dòng nội địa nè. Đó, phần cán đây nha anh chị ha, phần cán xài cũng còn được, ngon lành. Nặng tổng thể 1,3 kg, chiều dài đầu búa là chiều dài cây búa là tầm khoảng 29 cm, chiều dài đầu búa là 10.5 ha, đường kính đầu đóng nó tầm khoảng là 3.8, tầm khoảng là 3.8. cây này nặng 1,3 kg, da dẻ còn láng đẹp không vấn đề gì anh chị ăn. Xài những cây này bền hoặc là anh chị mình sưu tầm cũng được, dòng búa rút nội nè. Rồi mã số 9 giá là 300. Em lên mã số 10. Rồi cây này sưu tầm luôn nha anh chị ăn, cây này thì còn khá đẹp để mình sưu tầm. Cây này là búa bi của OH và cây này là dòng đời cũ có chữ Japan đóng trên này luôn, vừa OH và vừa có chữ Japan trên này luôn. Đây là phần chốt nem, đầu bi đẹp nha chị. Đây này có ghi là size số 2 ha, và chỗ này có ghi là 900g nè, 900g. Đầu đóng đẹp nha chị, đây là phần đầu đóng đẹp nè, đầu đóng láng o luôn. Đó, rất là đẹp. Đây ha, cây búa rất là đẹp, dòng đời cũ xài cực kỳ bền. Rồi, đây là phần cán. Đó, anh chị mình để sáng được hoặc là mình thay cán được, nhưng mà cán này còn xài được không vấn đề gì. Chiều dài cán búa là tầm khoảng là 38 cm nha anh chị. Chiều dài phần đầu búa là khoảng 12,5 nè. Đường kính đầu đóng tầm khoảng là 3.8. Cân nặng. Cây này nặng là 1,1 kg anh chị ha. Cây này nặng 1,1 kg, 900g cán vô 200g là 1,1 kg. Rồi chốt giùm em. Búa này sưu tầm nha anh chị, sưu tầm cũng được, xài cũng được. Cái cặp cây búa bi mà lớn như thế này của OH và cây này đời cũ có chữ Japan trên này luôn. Mã số 10 giá là 350. Em lên mã 11. 11 là một cây kìm mỏ quả ha. Cây này thì ngàm đẹp của hãng Top, size là 250. Chrome Vanadium của Japan ha. Đó, có logo Suzuki nội địa Nhật, phần cán màu vàng còn liền lạc nè, còn khá mới ha. Cây này cứ gần như là chưa xài luôn. Size 250 anh chị ha. Răng đều tăm tắp luôn. Đó. Đây, răng trên ha. Anh chị mình thấy răng rất là đều, xi mạ cũng còn đẹp. Ngàm mang cá chắc chắn nè. Rồi cây này dài 25 cm, mã số 11, một cây kìm mỏ quạ của Top ha. Cây này anh chị mình có mở ốc hoặc là anh chị mình cứ lắp bình ga á. Anh chị mình có hay đi thay bình ga ở những mà cửa hàng bán bình ga đi đổi ga thì mình xài cây này mình đi mình mở ha. Mã số 11 giá là 220. Em lên mã số 12. 12 là một cây nối bánh máy bánh vít dài của Nhật anh chị ha. Mã số 12, 160. Rồi, cây này thì cái phần trên này nó bị mất cái phần gọi là cái phần cái gọn cục bi trên này anh chị ha. Nó mất cái cục bi ở trên này. Cây này sử dụng cho máy bánh vít giùm em dài. Trên này có chữ Make in Japan nè, khắc chìm. Đó. Còn cũng còn khá mới, có mỗi vấn đề là nó bị mất cái hình cái con cục bi ở đây nha anh chị. Anh chị mình xài bình thường hoặc là về anh chị mình có chế cục bi là kia vô thì mình chế. Không biết cái này để làm gì, nó quay quay nè. Đó. Rồi chỗ này sử dụng cho máy bánh vít 6.35 ly giùm em. Đây là phần thân ha. Chiều dài cây này tầm khoảng là 44 cm anh chị ăn, tầm khoảng là 30, khoảng là 44-45 cm. Bây giờ em sẽ gắn vô máy bánh vít xem. Mỗi chỗ là nó mất cục bi thôi anh chị ăn, còn đây là hàng chuẩn Nhật.
mình thấy nó không có bị rắc, bị rơ lắm nha, xài bình thường. Cái này thì mình sẽ gắn vô cái đầu máy ăn hút giùm em, nó bị mất mỗi cục bi chỗ này thôi. Gắn thử một cái đầu vô để xem như thế nào ha. Anh chị mình gắn không cũng được ha, thì nó không có chắc bằng có cục bi. Nhưng mà anh chị mình gắn cục bi vô thì nó sẽ chắc hơn ha. Đó. Rồi, cây này chốt cho em mã số 12, giá là 160 ha. Mã số 12 160, một cây nối máy bán vít. Em lên mã số 13. 13 là một cây đuôi chuột số 11, 13 ít gặp ha. 13. Cây này là đuôi chuột số 11, 13. Còn cái phần tem ở đây của hãng tốt này, Japan. Đó. Này ha. Thép CRV Japan số 11 và 13. Ít gặp anh chị. Thường thường mình sẽ gặp số 17, 19 nhiều, hoặc là 17, 19, 21 và số này thì khá nhiều. Còn đây là cây mở ốc số 13 ít gặp nè. Anh chị nào mà hay mình hay xài ốc số 13 thì anh chị mình mua cây này. Đó, nó lắc lắc mình tự động như thế này ha. Đứng chỗ mình cứ cầm tay mình lắc thôi, mình không có cần di chuyển. Chiều dài cây này tầm khoảng là 10, tầm khoảng là 23 xăng. Rồi đây là phần đầu đẹp anh chị. Này ha. Rồi cái này chốt cho em mã số 13, giá là 200, một cây đuôi chuột của hãng tốt và cái này là size mở ốc số 13 và 11 ha. Em lên mã 14. 14 là một cây khóa tự động hai số của hãng Kamatun của Nhật, Kamasatun của Nhật nè. Cái này phần hai, cái phần inox hai bên rất là dày. Inox hai bên rất là dày nè. Kamasatun của Nhật ha, mở ốc số 15, 17. Rồi nếu mà hay xài ốc 15, 17 thì anh chị mình mua cây này, đẹp nè. Bánh răng còn ngon lành anh chị. Quay ngược lại. Rồi bên này ha. Đẹp anh chị, rất là đẹp, bánh răng kêu tách tách luôn, không có bị mòn bánh gì hết. Kamasatun của Nhật, cây này chiều dài tầm khoảng là 20 xăng. Chốt cho em mã số 14, giá là 200. Em lên mã 15. 15 là một cây kìm điện ha, cây này cây kìm nguội. Cây này thì cái đầu nó nhọn nhọn. Cây này hàng của Utica của Mỹ. Cây này thì tích hợp nhiều chức năng. Hai bên là chức năng anh chị mình cắt dây kẽm nè, cắt dây kẽm ha. Đó. Rồi, chỗ này có một cái lỗ cắt, lỗ tuốt mà không biết là có zin không. Đó. Và nó hơi hở chút xíu bên dưới chỗ này nha anh chị ha. Cái khúc dưới hơi hở nè, khúc trên thì nó khít. Răng, răng bên trong có vài cấn. Cái này thì dòng là dòng thép đen cực kỳ cứng cáp, nên là anh chị mình cái này xài thôi chứ còn không có sưu tầm ha. Đây cái lỗ tuốt của nó nè. Thép rèn nha anh chị ha, rất phong kỳ, thép rèn rất là cứng nè. Utica New York dưới ra ha. Rồi, Utica 708-6. Răng thì trên này cũng có vài vết cấn nha anh chị ha. Cái này vết sơ sơ nhăm nhăm nhẹ nè. Đó. Nhưng mà cái mặt bên ngoài thì còn rất là láng. Anh chị mình xài chức năng mình cắt hoặc là mình kẹp, hoặc là anh chị mình cắt chia kẽm, chỗ này cũng được, cắt chia kẽm bonsai cũng được ha. Hai chi đầu như này nó nhọn nhọn. Da thì đẹp, về mặt lưỡi trong thì nó có xài chút. Chiều dài là hơn 16 cm, mã số 15, giá 200. Để em lấy cái này. Đi điện ha. Đây là cộng dây điện nè. Còn cái khúc ngoài này anh chị mình cắt dây kẽm nha, cái lưỡi cắt này thì ngon. Rồi, mã số 15, giá là 200. Em lên mã 16. 16 108 ha. Đây là một cây để anh chị mình mở ốc lọc, ống lọc dầu hoặc là cốc lọc dầu, hoặc là những cái bình dầu mà nó dầu nhớt nó ngoài nó tràn ra mà nó trên trơn nó, thì mình xài cái này ha, để anh chị mình mở ốc, ống lọc dầu. Mã 16 giá là 108. Cái này hàng của hãng Mr. Lloyd ha, của Nhật. Mr. Lloyd anh chị mình tìm MDF hay MCF kẹt 200 nè. Này. Rồi. Cái phần này thì anh chị mình có những cái nốt để anh chị mình gắn vô cái khắc ha. Này, mình gắn vô cái nấc này. Đó là cái chuôi chỗ này mình sẽ mở được cái đường kính là như thế này ha. Cái đường kính chỗ này thì tầm khoảng là
khoảng là 13 xăng anh chị ăn. Đường kính này tầm khoảng là 13 xăng. 13 nhân cho 3.14 thì anh chị mình sẽ ra được cái đường kính là cái chiều dài cái vòng mà anh chị cần đo là nhiêu. Đó. Rất là nhiều nấc anh chị ăn. Lớn nhất là cái đường kính là 13 xăng, hoặc là anh chị mình gắn vô đây. Mình gắn vô đây là cái nấc nhỏ nhất á, là nó nấc chắc trong này nè. Thì mình cứ gắn nó xuống thôi. Này ha, mình sẽ gắn đẩy nó vô đây đó, rất là chắc, cái này nhỏ nhất này. Thì đường kính nhỏ nhất tầm khoảng là 8 xăng ha, 8 nhân 3.14 nó sẽ là thông tin. Rồi cái này ở cái phần nhựa bên ngoài anh chị mình dùng để mình xài, khi mà mình xài nó sẽ đỡ bị trơn trượt hơn ha. Đó, còn cái này nó bằng thép khung rỉ này, cái tấm miếng này nó bằng thép khung rỉ. Rồi cái này chốt giùm em ha, một cây mở ống lọc dầu hoặc là bình dầu của hãng Mr. Loy của Nhật, mã 16 1.8. Em lên mã 17. Rồi sẵn em lên mã 17 là một cây cây cần vặn tự động ha. Cây này hàng của hãng Tone, thép rốt phân hủy thép rèn nè, rốt tiêu hoang thép rèn của Nhật Japan. Mở cây này cần vặn là 1/2, có logo Zurich nội địa Nhật ha, Tone Nova 71. Rồi cây này thì anh chị mình có thể mình mở nó ra, mình chỉnh nó một chút lại giùm em. Bánh răng này ngon lành nè, đây là cái phần bánh răng bên này, anh chị mình nghe tiếng răng nó không có bị bể gì ha. Đó. Rồi xoay bên này thì mình để chỗ này ha, chỗ này thì nó sẽ quay qua, rồi nó đẩy ở đây thì nó bị cứng, anh chị mình để giữ tay chỗ này thì nó cứ quay bình thường này. Thì chỗ này anh chị mình mở ốc ra để mình sửa chỗ này trong này giùm em. Đó. Bên này thì ngon lành hơn, hoặc là mình xài cái chế độ một chiều thôi, mình xoay cái chế độ là bên ngược cùng chiều kim đồng hồ thôi, hoặc là anh chị mình có thể chỉnh lại cái chế độ là ngược chiều kim đồng hồ thì mình mở ra mình sửa chút ha. Thì em chỉ đảm bảo cái phần chiều bên này ha, chiều bên này thì mình mở ra mình chỉnh lại giùm em chút. Rồi cần vặn size này là 26 xăng, và cần vặn 1/2 của hãng Tone, mã số 17, giá là 170. Em lên mã 18. 18 là một cây kìm tuốt dây điện của hãng Vecel hệ A. Đó, cây này cũng còn đẹp nha chị. Cán màu xanh còn liền lạc nè. Rồi phần này cái còn sáng nha, cái phần nước sơn màu xám bên ngoài vẫn còn nè. Vecel hệ A lên anh chị mình tuốt nha. Anh chị mình thấy cái chỗ này nó còn láng còn đẹp nè. Và size của anh chị mình tuốt là phi là 0.5, 1.2, 1.6 và 2 ly ha. Thì cái phi này thì anh chị mình hay xài ở trong những cái thiết bị linh kiện, cái bảng điện, mạch điện nhỏ, hoặc là anh chị mình đi những cái mạch điện ở trong nhà Yến á, thì mình xài những cái này. Chiều dài nó tầm khoảng là 17 xăng. Cái này thì ngon lành anh chị. Đó. Đây ha, thì em chưa có bỏ dầu vô đây thôi, cái này cái chai dầu trong mất tiêu rồi em chưa có bỏ vô, thì anh chị mình trượt nó sẽ lên hơn. Rồi ngon lành anh chị ăn. Cây này thì nó còn khá mới nên là cái răng của nó không có xài nhiều nên là nó còn bén anh chị. Này, này chắc phù hợp 1.6 này ha, 1.6. Để kia nó hơi rộng hơn chút, ngon lành nè. Rồi cây này chốt cho em mã 18, giá là 320. Em lên mã 19. 19 là một cây cần vặn tự động đầu 3/8 của hãng Facom của Pháp ha. Cây này anh chị mình thấy nước xi mạ bên ngoài nó có phần là nickel nên nó rất là bóng ha. Facom của Pháp, đầu là đầu 3/8 cho em nè, láng o nè. Đó, ok ha. Thì cái phần ở trên này nó có bị tróc mạ chút thôi chị. Đây, tróc mạ chút thôi. Chứ còn cái phần đầu là 3/8 thấy đẹp nè. Những cái răng này còn nguyên nè ha. Đó. Xoay chiều ngược lại thì anh chị mình gắn đây. Đó, nó vô cái tách một cái này là mình xoay được rồi. Cán còn liền lạc chắc chắn anh chị ăn. Cán bằng nhựa nè. Chiều dài cây này tầm khoảng là 17,5. Chốt cho em mã số là 19, giá là 340 ha. Một cây cần vặn 3/8 của Facom của Pháp. Em lên mã số 20. 20 là một cây kìm để anh chị mình mở những cái ống lọc dầu hoặc là lọc nhớt ở trong chi tiết xe, mã số 19, 20, mã số 20 ha. Cây này là hàng của hãng KTC chứ. Đây em coi cái chữ KTC nó còn hơi mờ mờ nè.
KTC anh chị ăn cây này thì răng ngon lành, không có cấn dập gì. Đó. Nó hơi bị mờ mờ, đọc không ra anh chị ăn, cái mực lai gieo hơi mờ mờ. Và cái này thì anh chị mình cũng gặp rồi. Thường thường anh chị mình thấy những cây kìm nhọn này, cái cán nó màu đỏ cam đặc trưng của KTC này. Đó. Ha, cán còn liền lạc anh chị. Với phần này nó phần mỏ cong và nó có một cái độ cong như thế này, anh chị mình làm bên nệm bẫy này, để tựa xong chị mình bẫy cái những cái ống lọc dầu, những cái cốc lọc dầu, lọc khí hay lọc nước, cái ống nước làm mát á, trong những cái chi tiết xe như là xe ô tô, xe du lịch đó thì mình xài những cái này. Rồi, nhỏ nhất là chỗ này tầm khoảng là đường kính là 1.8 ha. Chiều dài cái này tầm khoảng là 27 cm nè. 27 cm anh chị. Cây này thì đẹp anh chị, không vấn đề gì hết. Rồi, cái này em mở ra nè. Răng ở trong là anh chị mình thấy đều tăm tắp ha. Đó. Răng rất là đều ha. Đây, răng rất là đều. Cái phần chỗ này là răng nó hình như kiểu đan lưới chứ không phải nó hình thẳng nha chị ha. Anh chị mình thấy nè, đó, răng hình đan lưới á. Ok ha. Đường kính khi mà anh chị mình bỏ nhỏ nhất thế này là 1.8 xăng, mã số 20, giá là 450 một cây kìm. Mở ống lọc dầu hoặc là ống nước làm mát của KTC ha. Mã 20, dài là hơn 27 xăng. Mã 20 giá là 450. 21. Em lên một cây khò ga ha. Cây này là hàng của Nhật và hãng SK11 của Nhật này, thân nó bằng nhôm, sơn nước ngoài là màu đen này. Thì cây này anh chị mình thấy ha, cái chỗ này thì em đó có gắn sẵn một cái đầu chuyển từ bình ga Nhật sang bình ga Việt Nam rồi. Mình xài thì mình cứ lắp cái bình ga vô đây thôi. Đó. Cái này là đánh lửa bằng IC bình thường nha chị ha. Đánh lửa bằng IC bình thường. Đánh ra ngoài cái nào nó cũng lên, là cứ vô clip là nó chưa ngươi vậy. Rồi, bình thường nha chị ha. Hoặc là cái này như có vặn sát quá không. Bình thường nha chị ha. Bình thường ở ngoài thì bạn đánh ra bình thường. Rồi, chiều dài cây này là 12 xăng ha. Nếu mà anh chị mình mua hàng mà nó bằng nhựa ở Việt Nam mình nó cũng tầm khoảng là 300 mấy rồi. 200 mấy, 300 mấy rồi. Chiều dài chỗ này tầm khoảng là 5 xăng nè. Rồi chốt cho em mã 21 một cây khò ga gắn bình ga mini Việt Nam mình thì em đang sẵn gắn sẵn đồ chuyện cho anh chị rồi. Mã 321 giá là 340. Em lên mã số 322. 22 là một cây kìm kẹp hàn của hãng Varip của Mỹ ha. Varip của Mỹ nè. Cây này là kìm kẹp hàn. Cây này dòng sản phẩm là 11R. Thì ngoại hình nó cũng không có đẹp mấy. Cây này về xài thôi ha. Kìm kẹp hàn. Đẹp mấy, giá nó tới triệu mấy lận. Rồi. Cái này thì nó hơi cứng khúc này do nó bị hơi ố rồi chị. Đó. Về thì mình spa thêm cái phần này để cho nó trơn cái khớp này giùm em nè. Nên là khi gỡ ra nó hay bị tẹt cái này ra. Chứ còn hoạt động bình thường anh chị ạ, nó hơi chóc mạ chút. Cái lò xo thì ngon lành, có mỗi cái phần này nó hơi cứng, cái phần mà tán này này nó hơi cứng nên là cái phần nó kéo theo phần dưới này, khi mà mở ra hơi khó. Rồi anh chị mình vệ sinh kỹ cái phần cái trụ chỗ này là được rồi. Đây ha. Chiều dài cái này tầm khoảng là 27 xăng và phần ở dưới này là tầm khoảng 9 xăng ha. Từ đầu đó tính đây là 9 xăng. Cái này có chữ là 11R và chiều ngang chỗ này tầm khoảng là 13 xăng ha. Giờ em sẽ mở ra cho anh chị mình xem cái đầu ở trên này. Đây phần đầu ha. Cái này là kẹp hàn anh chị ha. Kẹp hàn hoặc là anh chị mình kẹp những cái tấm gỗ lại với nhau á. Thì mình xài cái này nước sơn màu đỏ. Đây lá ngon nè. Rồi cái này chốt cho em. Mã số 22 giá là 350. Em lên mã 23 là một cây kìm bấm vai rip của Mỹ. Cái này dòng 10CR ha, ngàm thẳng dễ xài. 23. Vai rip của Mỹ ha. Cái này chất dai size tầm khoảng 22 xăng. 22 xăng nha chị ha, 10CR. Cái này hàng cũng có xài lướt rồi. Nhưng mà xài những cây kìm Mỹ này bấm chắc chắn. 10CR nè, có chóc mạ chút xíu nè. Đó, ngàm cũng có xài lướt nè ha. Đây là phần bên trong anh chị em, có dính sợi hàn cục dưới này, răng thì cũng còn đẹp, răng còn đều nè. Ở đây có cấn chút xíu dưới này ha.
những cây này thì anh chị mình thấy phù hợp thì mình mua mình xài, tại vì những cây kìm varip này thì xài được. Rồi cây này chốt cho em mã 23 giá là 600. Em lên mã 24. 24 là một cây kéo cắt tôn ha, 24 là một cây kéo cắt tôn của Ý. Ốc rời anh chị mình có thể mình mở ra mình mài này, cây này thì cũng còn đẹp, cái phần nước sơn màu đen màu xanh còn hot rough forged ha, thép rèn cứng cáp. High quality này. Của 10 inch của Ý ha. Đây anh chị mình thấy chữ Angle của Ý là Italia này ha. Đó. Rồi đây là phần lưỡi cắt. Cái này thì em bao cắt anh chị mình cắt tôn cắt đồ bình thường nha chị ha. Nó có cấn này chút xíu nhưng mà cắt ngon lành không vấn đề gì hết. Đây. Rồi giờ em sẽ test cho anh chị mình xem. Thì nó hơi mỏng nha chị ăn, nhưng mà anh chị mình cắt bình thường nè, cắt sâu vô cái phần mà anh chị mình thấy hồi nãy nó cấn nè, bình thường ha. Này em có không có lá tô thì em cắt cái miếng lon ha, vỏ lon nó cắt bình thường. Giờ thì em sẽ cắt cái phần mà nó hơi dày hơn chút, anh chị mình xem. Đây. Bình thường nha chị ha, không vấn đề gì nha. Đây là cái phần ở dưới cùng này. Đó, bình thường ha. Cái phần này nó cũng hơi dày nha chị ha. Nó cũng thua miếng tôn chút xíu thôi. Hàng của Ý không có nhăm rỗ mà nó chỉ có một phân cách nhỏ cho đó thôi ha. Rồi chiều dài cây kéo này phần lưỡi cắt nó tầm khoảng là 6 xăng, chiều dài tổng thể là tầm khoảng 26 xăng. Chốt cho em mã số là 24, giá là 450 ha. 24 450. Em lên mã số 25. 25 là một cây mỏ led size 12 inch của hãng Baco. Rồi cây này thì ngàm cũng còn khá. Đây, chị mình thấy là ngàm cũng còn đẹp nè. Rồi da dạ phần dưới thì khỏi bàn ha, lá ngò. Size 12 inch của Baco Make in Sweden thì điện này. Trên này có số thứ tự là 166 ha. Phần anh chị mình thấy đây là phần ngàm. Phần ngàm thì hàng có xà lướt mà cũng còn khá thẳng nè. Đó. Cái phần mà con lăn này thì ngon. Đây ha. Độ rơ là trong cho phép anh chị ăn, nó chứ không phải là nó xài nhiều. Cây này thì lưỡi răng còn đẹp chứ không có xài nhiều, còn khá đẹp nè, không có bị dặn quá ăn. Đó. Thì anh chị mình yên tâm, những cây này thì độ rơ là trong cho phép ha. Tại vì cũng có hai ba anh cũng sợ là nó rơ quá, nhưng mà khi đến đây đến tận nơi xem hàng và nhận hàng á thì nói là khen là hàng không có rơ ha, cũng đẹp chứ không có vấn đề gì. Rồi cái này là dài tầm khoảng là 30 xăng. Chốt cho em mã 25, giá là 650. Em lên mã 26. Cây này là Baco Edgo ha, hàng của Thụy Điển. Và cây này là 2 ngàm, có ngàm bên trong, ngàm bằng và bên ngoài là ngàm răng nè. Đó. Cây này, chỗ này là ốp bằng nhựa ha, Baco Edgo của Thụy Điển. Size 10 inch tương đương với 250 ha, 250 cm. Phần cán này còn liền lạc nè, đây nó có cấn chút xíu ha. Đó. Rất là dày. Da dẻ ha. Thì anh chị mình thấy giùm em nè. Cái phần ngàm này có xà lướt chút xíu dưới này ha. Rồi đây là cái phần răng ở bên ngàm răng. Đây. Cũng có xài cũng có bị hơi bị cấn đây nha anh chị ha. Này, nhưng mà ngàm thẳng thì nó còn đẹp. Rồi khi bên em gỡ ra vệ sinh á, gắn vô anh chị. Gắn vô thì cái này không biết gắn là sao mà nó không có khớp vô được. Thì về anh chị mình có mở ra mình gắn lại cái phần con ốc là vô giùm em ha, cho nó vô trong luôn. Rồi cây này chốt giùm em mã số 26, giá là 500 ha. Cây này thì phần ngàm bằng còn đẹp, ngàm răng thì nó hơi có cấn tí. Đó.
Ở phần ngàm răng thì hơi cấn chút ha, hoặc là anh chị mình xài 500 thì anh chị mình xài cái ngàm bằng cũng ngon rồi. Rồi cái này chốt cho em mã số là 27, giá là 26 anh chị ăn, giá là 500. 26 giá là 500 ha. Rồi em lên mã số 27. 27 là một cây mỏ led bằng đồng nguyên chất ha, cổ hãng là Pealon của Nhật. Thì cây này size 200 ha, 220 cm, logo Sozic nội địa Nhật ha, safety tool. Thì cây này anh chị mình khi mà mình xài trong môi trường mà dung môi, như là anh chị mình làm trong những cái xưởng mà in này kia mà mực dung môi nhiều, hoặc là anh chị mình làm trong xăng dầu á, hoặc là than này kia, mỏ than này kia, thì mình xài những cây này để mình sửa chỉnh sửa máy móc này kia, nó không có bị phát ra tia lửa điện ha, nó sẽ chống cháy nổ. Thì cái này là cây này là zin anh chị em, cái này là cái phần để anh chị mình thấy cái phần này là cái phần lỗ zin này. Đó, lỗ gì là chưa có mở ra xài hết. Cái này thì thực chất là nó còn rất là đẹp, nhưng mà có một cái phần nó hơi bị chảy bên ngoài sơn như thế này này. Anh chị mình về mình có thời gian mình đánh bóng cho nó bóng cái phần đồng vàng này ha, cái ánh màu vàng ấy. Chứ còn răng ngàm này kia là khít đẹp đàng hoàng. Đó anh chị mình thấy ha, cây này còn rất là đẹp luôn đó. Ngàm không có sợ rơ lắc gì đâu. Có mỗi phần nó hơi có bị chảy chảy vậy thôi ha. Rồi mình đánh bóng thêm cho nó bóng là được. Ngàm bên trong này, đó, ok ha. Đúng, ok. Cái này nó cũng xước sơ hơn anh chị ạ, về mình đánh bóng thêm. Rồi cái này chốt cho em mã 27 nha. Size 25, size 200 của. Đó, ngàm là khít đẹp á. Nó mỗi hơn nó hơi có bị cấn xước sơ hơn. 27 nha. Hai mã 27 dài là 20 cm. Cờ lê cây một cây mỏ led bằng đồng chống cháy nổ của Pealon của Nhật ha. Rồi, mã số 27. Em lên mã 28. 28 là một cái tay gấu ha. 28 thì cây này anh chị mình bỏ vô cốp xe hoặc là trong xe du lịch hay xe hơi đó. Lâu mà có gặp trường hợp khẩn cấp á, mình mang ra mình chơi ha. Rồi. Cái này bằng đồng nha anh chị. Không có hít 500 ha, không có hít 500. Gọi là cái tay gấu á. Cái này thì anh chị mình tay nhỏ hoặc là tay cũng vừa vừa, người tầm khoảng 7-80 kg đổ lại ha. Đây, 2-4 ngón anh chị ha. Chiều dài tầm khoảng là 10.10 cm nè. Chỗ này tầm khoảng là 6.5 ha, thì ít gặp. Cái này bằng đồng luôn. Thì chỗ này tầm khoảng là gần 6 ly ha, 5.8 ly. Chỗ này tầm khoảng là gần 6 ly nè. 5.8 thôi, tính là cái đường kính này nó tầm khoảng 5.8 ha. Chắc em cân nặng cho nó chính xác luôn. Thì cân nặng nó tầm khoảng là 120g nên chị ăn 120g, mã số 28 giá 400. Cái này mình bỏ cốp xe hoặc là mình bỏ trên xe du lịch ha. Đây, mã số 28 400. 29. Rồi, 29 em lên một cái thước thủy ha, cái livo thước thủy dài. Cái này dài chắc 60 quá. À, 90 nha chị ha. Nó tầm khoảng là gần 90 ha. Gần 90. Rất là dài. Tầm khoảng 28 hay tầm khoảng là 88 89 nha chị ha. Rồi đây là phần hai thước thủy nha chị. Đây là hàng chuẩn Nhật ha, của hãng Ebisu Diamond của Nhật nè. Đó, make in Japan ha. Đó. Cái này mình làm móc mình treo lên. Còn đây là cột thước dọc. Đây là cột thước dọc ha. Đây là phần thân nó bằng nhôm ha. Ở đây là cột thước ngang. Đây. Dài tầm khoảng là 88 hoặc là 89 xăng nha chị em. Dài tầm khoảng 88 xăng. Rồi bên này cũng có chữ ha. Rồi cái này anh chị mình chốt cho em mã số là 29, giá là 250. Một cây thước thủy dài là khoảng 88 xăng, rộng là 5 xăng và độ dày là tầm khoảng 2 xăng. Rồi cân lại cây này mã số 29 giá 250. Em lên mã số 30. 30 là một cây mỏ led răng thân bằng nhôm, hàng của hãng Rigid của Mỹ ha. Cây này thì size lớn, size 18 inch nè. 18 inch chắc tầm khoảng là 45 thôi. Cây này tầm khoảng là 41 xăng anh chị em, tầm khoảng là 41 xăng.
tầm khoảng 41 xăng ha, thân nó bằng nhôm anh chị em, thân nó bằng nhôm nên là anh chị mình cầm á cùng một size nhưng mà nó sẽ nhẹ hơn những cái cây bằng thép. Nặng là 1,6 kg hơn. Nặng hơn 1,6 kg là thân bằng nhôm, trên này bằng thép anh chị. Rigkit ha, 18 inch, anh chị mình tìm thân bằng nhôm này, aluminum nè. Anh chị mình tìm giùm em là Rigkit 818 sẽ ra thông tin cái này. Rigkit 18 inch, thép alloy ha, cái phần thép ở dưới này là cái phần răng này là bằng thép alloy ha, thép rèn rất là cứng. Nên anh chị mình xài cây này bền. Mở ống nước này kia, chị mình thấy cái phần con lăn con trượt này nó cũng còn mất là mới này. Rồi. Cái này anh chị mình có thể mình bỏ miếng dầu đi, mình trượt cho nó nhanh, nên là bỏ vô thì nó hơi nhiễu rồi nó dơ thì mình chưa có bỏ. Rồi đây là phần răng đẹp anh chị ăn, răng bên dưới quá đẹp luôn, láng o thẳng tắp không bị cắn dập. Đây, da dẻ láng mịn này. Rồi đây là phần răng trên nha anh chị em. Răng trên thì có mỗi chỗ này nó hơi cấn chút xíu nha anh chị em. Đó. Còn lại đẹp nha. Có mỗi cái răng đó nó hơi cấn chút xíu chỗ này nè. Đó. Rồi cây này anh chị mình chốt giùm em. Mã số 30 giá là 550 một cây mỏ lết răng bằng nhôm của Rigkit. Size là 18 inch tương đương với lại 41 xăng ha. À, mã số 30. Giá là 550. Em lên mã 31. 31 là một bộ khẩu của hãng Hero ha, 31. Rồi bên ngoài là một chiếc hộp màu cam của Hero, dòng này dòng nội địa này, Hero dòng nội địa. Bộ này thì có bị thiếu, bộ này thì anh chị mình xem kỹ giùm em ha. Bộ này thì nó gồm có một cái đầu lắp léo nối à, từ 1/2 ra 1/2, một cái cần vặn là 1/2 của Hero ha, có logo Zodiac nội địa Nhật. Thì ở trên này á, anh chị mình tìm Hero No ha, cái này dòng sản phẩm của nó là No 1211 nè, Zodiac nội địa Nhật đây anh chị ha. Cần vặn thì dài tầm khoảng là 25 cm, còn cái cây nối này cũng tầm khoảng là 8 cm. Rồi cái bù lông là cái phần đầu khẩu này nó không có giống trên kia nha chị em. Đây là cái phần đầu khẩu, chị mình xem sơ qua giùm em nè. Đó. Thì cái này nó cũng có like 1-2 cây nhưng mà nó cũng hàng của Hero hết nha anh chị. Rồi. Em sẽ đọc từng khẩu ha. Đây là khẩu số 26 23. Mặt dưới nè, chị mình thấy mặt dưới nó có viền màu vàng vàng, bên trong là họ sẽ rèn kỹ ha. Họ có rèn kỹ gia công cường lực những cái phần mà cái điểm tiếp xúc mà lực nhiều á, nó tránh nó bị mẻ hoặc là nó bị dặn á, thì người ta sẽ gia công rèn kỹ cái phần ở trong đó. Nên chị thấy cái phần mà màu vàng á, cái phần ánh ánh vàng vàng những cái góc cạnh á. Rồi thứ hai là cây số 22 và 21 ha. Đẹp anh chị. Đó là chốc mạ chốc mình về đánh bóng thêm. Rồi, tiếp theo là cây số 19 và 12 ha. Đây là 19 và 12. Khẩu là 1/2 giùm em. Rồi cuối cùng là cây này là cây số 10 ha anh chị ha. Cái số 10 thì hiện là em sẽ tặng thêm anh chị một hai đầu nữa ha, một hai đầu của hãng khác nữa, KTC hoặc Lobster vô để anh chị mình về xài. Rồi mã cái này 10 ha, mở ốc 10 nè. Đó, này hơi cấn cấn ngoài chút nhưng mà chị mình xài bình thường. Này em sẽ bỏ thêm hơn chị một hai đầu nữa. Rồi cái này về xài nha chị ha, nhưng mà xài hàng của Nhật thì xài rất là bền rồi. Cân nặng là khoảng 1,9 kg nha. Cây này chốt giùm em mã số 20, mã số 30, 31 ha. Giá là 650 anh chị ha. 31 650 một bộ khẩu 1/2 của Hero của Nhật, 31 650. Em lên mã 32. Ở 32 thì em lên một cái máy mài sử dụng điện 100V của Nhật của hãng là Toshiba ha. Cái này thì hàng cũng có xài lướt rồi nên là anh chị nào mà mình về mình xài này, anh chị mình tìm giùm em là Toshiba KS-53 sẽ ra thông tin cái này ha. Toshiba Knife Sharpener KS-53 sẽ ra thông tin cái này, thì mình xài thì mình sẽ bấm cái này. Rồi mình xài thì anh chị mình bỏ cây dao vô hai cái khe này ha. Đây là cái phần viên đá bên dưới nó màu trắng nè. Hoặc anh chị mình xài xong cục đá này, anh chị mình có mua được cái viên đá nhỏ nhỏ đó thì anh chị mình gắn vô mình xài tiếp. Đây là mã số 32, giá là 280. Sử dụng lưu ý là hàng nội địa Nhật nên là anh chị mình sử dụng điện là 100 hoặc là 110V giùm em ha. Toshiba nè. Chỗ này điện là 100V. Anh chị mình đừng cắm trực tiếp vào điện nhà mình 220 ha. Cắm vô là cháy luôn, là bỏ luôn á.
nên là anh chị mình sử dụng biến áp giùm em chuyển qua dòng điện là 100 hoặc là 110V 50-60Hz ha, công suất là 31-24W này. Rồi em sẽ chiều dài tầm khoảng 16 ha, chiều cao tầm khoảng 9 này, chiều rộng nó tầm khoảng 8 cm này, để có cái đế để anh chị mình để xuống nó không có bị chạy. Rồi viên đá, à quên, cái này là dây ha, dây này thì ta tầm chắc khoảng hơn 1 mét ha, cái học này để. Và lưu ý giùm em ha, cái này thì khi mà mình để ra rút như thế này, cái chỗ này thì nó bị mất cái chốt để mà đóng nó lại rồi, nên là nó hơi hơi nó cứ hở ra như thế này nè đó, hoặc là anh chị mình để về cũng được. Rồi em sẽ cắm vô điện ha, rồi em test máy cho anh chị mình xem. Cây này thì chạy nó êm, nó đầm, nó không rung lắc, không có bị to tiếng, không có bị ồn ào đây ha. Mình sẽ bỏ dao vô cái khay, hai cái khe bên hai bên này. Này nó dính bụi nên cái cục đá nó nhìn cái màu đen đen, nhưng mà anh chị mình thay mình mà về vệ sinh anh chị mình thấy nó màu trắng trắng á đó. Còn xài mòn viên đá là anh chị mình có kiếm được viên đá nhỏ nhỏ mà cùng với cái cốt nhỏ nhỏ đó thì mình bỏ vô ha. Đó. Rồi. Đây mã số 32-208 ha. Cái này thì có một vấn đề là hàng có xà lướt rồi, và cái mẫu cái chỗ chốt chỗ này thì nó không có đóng được thôi. Biết nó mắc cái chốt gì mà nó đóng được thôi ha, chứ không vấn đề gì hết. Toshiba, hàng nội địa Nhật, 32-208 ha. Ở đây cân nặng luôn đi. Nặng tầm khoảng là gần 800g anh chị ăn, tầm gần 800g. Em lên mã 33. Là một chiếc hộp đựng đinh kèm theo đinh bên trong ha, thì nó có những cái ngăn nhỏ anh chị mình đựng đinh, nó sẽ theo thứ tự không nó bị lộn xộn. Mã số 33. Rồi chiếc hộp này bằng nhựa anh chị ha, chiếc hộp bằng nhựa ha. Nhựa nhưng mà nó cũng rất là dẻo anh chị ha, nhựa rất là dẻo. Rồi em biết cân nặng đi, tại vì nó cả đinh cả hộp luôn. 1,3 kg hơn anh chị ăn. Tính ra chạy ra thì anh chị mình tính ra 1,3 kg thì nó tầm khoảng là cho nó là khoảng 1 kg đinh đi ha, khoảng 1 kg đinh đi. Chiều dài là 30 cm, chiều rộng tầm khoảng là 20 ha. Chiều cao tầm khoảng là 6 cm nè. Rồi. Bây giờ em sẽ mở bên trong anh chị mình xem. Thì đinh này dễ xài anh chị ăn, một là đinh cái này nó có hết trong trong không? À, đinh này thì không thấy chăm chăm anh chị em. Không có thấy chăm chăm cái này anh chị em. Cái màu trắng thì có hít chăm chăm và cái đầu cộng mình dễ xài. Này, sao hít quá trời này. À, cái đinh màu vàng là không hít chăm chăm anh chị, đinh màu vàng là không hít chăm chăm ha. Con tán nhỏ nhỏ này thì anh chị mình thấy nó tầm khoảng là nhiêu tiền rồi. Cái này 4 x 10 ha. Cái này cũng không thấy chân châm luôn. Nói chung là cái đinh nó màu vàng vàng này là không thấy chân châm, mà nó cũng khá là nhiều anh chị ha. Còn màu trắng này có chân châm này. Màu trắng thì có hết vào mùa. Màu vàng không có hít ra, không biết nó bằng cái gì, không biết nó bằng phải bằng đồng không. Rồi ổ bên này nữa ha, mỗi khay thì người ta có để cái tờ giấy để ghi cái size đinh như chưa. Rồi cái này chốt giùm em ha, nó tầm khoảng 1 kg đinh và cái hộp là khoảng 3 lạng á, tổng là 1,3 kg, dài 30 ha. Rồi chốt giùm em mã số 33, giá là 350. 33 350 ha. Em lên mã 34. 34 là một cái ống nhòm, cây này hàng của Nhật ha. 34 cây này cũng còn khá mới, nhưng mà do bên em để nó hơi có kia trời sơ bên ngoài tí thôi. Rồi, cây này anh chị mình tìm giùm em là Eagle Crown ha, của hãng Super
Eagle Cloud Rao à, Eagle Cloud. Hệ hãng này có logo hình con đại bàng. Thì em để lâu nó bụi bặm em cũng chưa có lau hết. Anh chị về anh chị mình lau thêm giùm em ha. Mình lau mình spa thêm giùm em. Thì cái này là ống nhòm ha, và đây là cái phần đó. Rồi. Fill 5 ha, fill 5. Cái này là 12 x 50 nè. No ha. Anh chị mình tìm giùm em là Eagle Brown. No 85581046. Thì cái này, cái phần ở dưới này thì anh chị mình thấy nó còn khá mới nè. Do những cái cạnh nó hơi có bị chày chày cấn cấn chút xíu. Cho ba là chữ này dưới này ha. Đó. Rồi đây là cái phần ống kính nè. Đó. Vậy mình spa thêm giùm em ha. Ok nè. Đó. Cái phần màu xám xám này thì còn khá là mới. Cái phần này thì nó bằng không rỉ và sơn nước ngoài màu đen. Thì em để nó không có kỹ, nó hơi có bị chày sơ cái phần này nè. Rồi cây này thì nó bị mất phần ốc chỗ này nha anh chị ha. Có mỗi cái phần ốc là nó bị mất thôi nè. Này, đây ha. Còn bên này là ốc như thế này. Rồi cây này chốt cho em ha. Chiều rộng tầm khoảng 19 cm, chiều dài tầm khoảng là 16 rưỡi. Rồi cây này chốt cho em ha. Cây này mã số là, trên này có chữ nữa ha. Pass. Rồi cây này mã số 34, giá là 850 một cái ống nhòm ha, của hãng Eagle Crown của Nhật, Japan nè. Đó. Về mình đánh bóng vệ sinh thêm giùm em ha. Nói chung là spa thêm giùm em á, mã số 34 giá là 850. Em lên mã số 35. Hôm nay thì em có hai cặp cạo lớn ha. Nếu mà anh chị mình có nhu cầu mình mua cạo lớn thì em mua cặp này. Mã số 35 là một cặp cạo của Nhật ha. Đây. Cây này thì còn đẹp anh chị ha. Những cái đường này, cái này anh chị mình kẹp gỗ, kẹp thép cũng được ha. Mình kẹp ố tấm hoặc là kẹp những cái tấm mà thép ống, thép ống hoặc là thép cây á, mình kẹp vô nhau thì mình xài cái này. Rồi. Cái này là mã số 35. Một cặp cho anh chị ha. Để em cân nặng, hồi nãy em cân rồi, ok nè. Hai ký bảy một cây, hai ký bảy một cây thì hai cây nó tầm khoảng 2,7 kg, 2,5 kg, 5 kg, khoảng 5,4 kg cặp này anh chị ha, khoảng 5,4 kg cặp này. Đây anh chị mình thấy giùm em ha, cái chiều ngang về chiều rộng anh chị mình kẹp là 12 cm và chiều dài dài mình kẹp được là 30 cm giùm em ha. Cây này thì nó hơi chóc mạ đen đen chỗ này chút xíu ha, nó chóc mạ hơn chứ nó không có bị nhăm rỉ nha. Đó, cây một cây là nặng 2,7 kg nha, thì một cặp hai cây nó là 5,4 kg giùm em. Cái này cái phần mặt này nó rất là đẹp, láng o, phần ren cũng đẹp anh chị, phần ren ốc cũng đẹp ha. Anh chị mình tìm giùm em là GKLB ha, Gold, nó của Nhật, hàng của Nhật ha, láng o nè, quá bóng luôn. Đây ha, đó, 5,4 kg ha, ngang anh chị mình kẹp là 12 và dài kẹp là 30. Rồi cây này ha, đây là mã số là 35 luôn cặp này, đó, cây thứ hai trong cặp mã số 35 ha, 2,7 kg một cây anh chị ha. Đây, mặt trong lá ngon ha. Đó. Rồi em sẽ quay cái mặt dưới này. Ok rồi ha. Rồi cây này, cặp này anh chị mình chốt giùm em mã số 35 giá 2 triệu ha. Cạo thì anh chị mình biết rồi, giá cũng khá là cao. Và khi mà phí ship những cây này cực kỳ mắc tiền. Những cây mà cứ thực tí ký là chính tính ra là 2,150 thôi, 5 kg ha, 6 kg, nó cũng hết 800-900 rồi. Nhưng là anh chị mình mua những cây này nó rất là rẻ. Nếu mà mua hàng mới thì nó mắc hơn rất là nhiều, tại vì vừa phí ship nữa, là vừa tiền cạo nữa. Những cây này tình trạng nó còn đẹp chứ không có gì hết, cũng còn rất là mới. Rồi tiếp theo em lên mã số 36 ha. Cặp này là hàng VC của Đức, dòng cán gỗ thì là dòng đời cũ ha, dòng cán gỗ rất là chắc. Dòng cán gỗ thì
nó cứng cáp hơn so với lại dòng cán nhựa nha chị. Mã số 36. Cặp này thì còn khá mới. Chiều ngang anh chị mình kẹp là 12 xăng á, và chiều dài á anh chị mình kẹp được tầm khoảng là 50 anh chị ha. Cây này thì chắc mình kẹp được tầm khoảng 50 xăng. 12 x 50 ha. Rồi. Một cây nó nặng tầm khoảng là 2,2 kg anh chị ha. Em cân lại cho chắc. Một cây nó tầm khoảng 2,2 kg thì hai cây nó tầm khoảng 4,5 kg ha. 4,4 kg ha. Cây này còn khá mới nên chị mình thấy cái phần cán nhựa, cái phần nước sơn màu cam nó còn nguyên nè. Cái cần cán gỗ nước sơn màu cam còn nguyên nè. Ren ốc gì là rất là đẹp luôn. Đó. Mặt phẳng đẹp nha anh chị. Ok ha, mặt phẳng nè. Đó, cái khi mà nó lắt téo như thế này thì anh chị mình kẹp vô nó sẽ khít vô, nó ôm vô, nó không có bị trượt hoặc là bị lắc, bị hở, bị lỏng ha. Cạo là kẹp thì nó phải chắc chứ không được lỏng, không được hở. Rồi. Thì cái thông số hoạt động là chiều ngang anh chị mình kẹp là 12 xăng và chiều dài là 50 xăng ha. Thì chiều dài tổng thể nó sẽ lớn hơn 50 xăng. Rồi cây thứ hai. Đây BC của Đức nè. Mặt sau nè, cây này còn xi mạ còn rất là đẹp anh chị em. Cái phần mạ chrome bên ngoài còn rất là đẹp. Đây. Cây này ha, đây là cây thứ hai, cũng cán bằng gỗ nè, nước sơn màu cam. W Germany của Đức nè. Anh chị ha. Thì những cây này anh chị mình mua lẻ một cây không nó cũng khoảng là 3 triệu rồi. 3 triệu rồi, cây này rất là đẹp, lá ngon. Đó. Rất là đẹp ha, nó cây này độ mới của nó rất là cao. Nó phải tầm khoảng 90% độ lên á. Rồi cặp này anh chị mình chốt giùm em mã 26, nặng khoảng là 2 một cặp là 4,4 kg. Mã 36 ha, mã 36 giá là 3 triệu. Cái này chuyển khoản đủ bên em bao ship ha. Em lên mã 37. Em qua một ít đồ bonsai ha, 37. Là một cây tun của Victor Inox. Cây này còn khá mới. Và dòng này là dòng Wenger ha. Dòng này cao cấp hơn dòng thường. Dòng Wenger cao cấp hơn ha. Rồi anh chị mình thấy ha, Wenger chỗ này có chữ Dolma. Cây này thì còn khá mới. Đây. Có phần nước ngoài thì nó hơi bị chảy chảy cái phần nhựa. Anh chị mình có spa lại cho nó láng được thì anh chị mình spa ha. Chứ dòng Wenger là dòng này rất là xịn này. Wenger. Trên này có chữ Dolma ít gặp ha. Bên này thì có 4 tun nha chị ha. Chỗ này là cái lưỡi rất là bén này. Cái này mình rọc giấy cũng được hoặc anh chị mình có rọc cái gì cũng được ha. Cái lưỡi này rất là bén luôn. Và anh chị mình thấy cái vết phay xước vẫn còn zin nguyên này. Rồi cái này anh chị mình giống như vít trừ và anh chị mình khui đồ hộp nè. Chỗ này giống như một cây dũa ha. Đó, cây dũa. Đẹp nên chị ha. Cái phần bên trong anh chị mình thấy nó còn mới, nó còn sáng nè. Thì những cây này thì em không có vệ sinh kỹ nên về anh chị mình có thời gian mình tỉ mẩn á, mình vệ sinh bên trong giùm em. Còn lưỡi này là lưỡi bén này nha. Rồi. Chữ này là chữ Wenger. Dolma Victorinox của Đức, của Thụy Sĩ ha, Wenger. Cái này có 3 vết cấn anh chị ha. Chiều dài là 10, chiều dài tầm khoảng là hơn 8 cm. Phần lưỡi sử dụng là tầm khoảng 5,5 ha. Rồi cây tun này của Victorinox dòng Wenger, mã 38, giá là 340. Ok ha, còn rất là mới này, anh chị mình treo móc khóa nè. Nó đi đâu mình có gọt cái gì hoặc anh chị mình có gậy mình rọc cái gì thì mình xài cái này. Tiện lợi 38 340. 39. Em lên một cây bào gỗ ha, một cái cây bào gỗ hàng rèn thủ công. Đây là cái phần lưỡi nè. Rồi đây là phần bào ha. Hai lớp thép anh chị mình có thể thấy ha. Đây là cái phần hai lớp thép nè. Đó. Rồi. Này ha. Chữ Nhật đầy đủ nè. Rồi cái này anh chị mình thấy đây là cái phần tên hãng ha. Xem kỹ giùm em rồi mình chốt ha. Đó. Tại vì hãng này thì em nhìn cũng chưa ra. Nhưng mà hãng này nhìn cũng quen lắm mà chưa ra. Em cân nặng trước. Bào này cũng size lớn anh chị ha. Tầm khoảng là 1,250 kg. 1,250 kg. Chiều dài tầm khoảng là 29 cm. Chiều rộng tầm khoảng là 9 cm ha. Gần 9 cm, 8,5 cm đi. Cao là khoảng 3,5 cm. Cân nặng nãy là 1,250 kg ha. Rồi phần lưỡi bào. Lưỡi bào sử dụng tầm khoảng là 6,7 cm nha anh chị.
Rồi cây này anh chị mình chốt cho em một cây bào của Nhật mã 39208. Em lên mã số 30. 40 ha. 40 là một cây anh chị mình gọt thẹo hoặc là anh chị mình ghép cành á. Những cây này thì khi mà anh chị mình cưa xong mà anh chị mình muốn ghép lại với nhau những cái khớp nối thì anh chị mình gọt gọt cái này cho nó mịn mịn cái mặt cắt ha, mịn cái mặt cắt của bonsai. Rồi cây này thì hàng rèn thủ công anh chị ăn. Cây này thì không có chữ nhưng mà hàng chuẩn Nhật ha. Anh chị mình thấy cái phần lưỡi thép này, họ ghép hai lớp thép này và cái phần màu đen đen là cái phần lưỡi. Và anh chị mình xài ha, cây này không biết xài bao giờ mới mòn hết được cái lưỡi. Anh chị mình thấy cái phần đen đen nó người ta ghép tới đây luôn ha, nên là anh chị mình xài gần như là mòn hết cây dao đây. Mình mòn gần mòn hết đây cái phần ghép này, mình xài còn rất là nhiều ha, từ khúc này mà anh chị mình xài cho tới đây còn rất là nhiều, không có chữ nhưng mà hàng chuẩn Nhật anh chị ha. Đó, anh chị mình mua hàng bên em thì anh chị mình cũng biết rồi, hai lớp thép này. Cây này dáng như là gọi là cái gì ta, cái này anh chị mình gọi là dao làm lươn cũng được, dao làm lươn hoặc anh chị mình gọt gỗ hoặc là anh chị mình ghép cành bonsai cũng được. Dài 21 cm, lưỡi rộng là khoảng 6.2 ha. Bản rộng chỗ này là 3 cm ha, bản rộng là 3 cm và độ dày này dày tầm khoảng là gần 4 ly anh chị ạ, 3 ly rưỡi. Rồi chốt cho em mã số 40-200 ha, một cây ghép cành của Nhật bản dày gọi là unagi ấy, hoặc là cái này bạn dày bự mà 40-200. Em lên mã 41. 41 là một cây tỉa hàng rào ha. Cây này thì anh chị mình thấy cây này thì size nó là size nhỏ, mình cầm nó rất là nhẹ. Cây này nếu mà anh chị mình tỉa hàng rào bông trang bông bụt á, hoặc là anh chị mình tỉa cây xanh mà dòng mà gọi là tỉa nhỏ thì mình xài cây này ha. Cây này là thép giấy trắng Yasuki của nhà máy Hitachi ha. Thép giấy trắng thì anh chị mình thấy rồi, những cây dao mà anh chị mình xài thép giấy trắng á thì nó bén, giữ bén lâu, và anh chị mình xài thì mình cũng bảo quản kỹ giùm em. Cây này thì còn rất là mới anh chị ăn, phần cán tem nhãn còn nguyên này đó, ngon lành. Rồi nô 101 ha. Cây này là của thương hiệu là Masamune và anh chị mình tìm là nô 101. Ốc rồi ha, anh chị mình thấy cái phần ram đen trên này còn nguyên này. Rồi đây là phần lưỡi và anh chị mình thấy cái phần vây phân xước dọc vẫn còn nha, phân xước ngang vẫn còn này. Lưỡi bén cực kỳ nha anh chị em, lưỡi bén cực kỳ, hai lớp thép này. Nói chung là cây này là thép giấy trắng Yasuki anh chị em, đầu đứt tay rồi, nô ra đứt rồi. Bén cực kỳ nha anh chị em, rất là bén. Khéo Nhật, dao Nhật nhiều khi mình đứt lúc nào cũng không hay luôn. Nói chung là nó cũng có vài cái vết chân kim mà do để bãi thôi chị, chứ còn cây này là cái form dáng này kia là nó còn full bản đầy đủ chứ không có bị gì hết ha. Đây là chị mình thấy hai lớp thép này, đây cái phần tách lớp này, đây ha, cái phần tách lớp. Cây này là lưỡi full đẹp nha chị, anh chị là hơi có phần năm tăm cái phần chân kim một tí thôi, còn ốc ác này kia là zin ha, không có rơ lắc. Và ốc rời anh chị mình mở ra mình mài cũng dễ nữa. Lưỡi là 13 cm ha. Và chiều dài tổng thể cây này là 52 cm ha. Đây, chị mình thấy giùm em cái dáng như thế này, dáng nó cong cong ha, nó dáng nó cong cong như thế này, anh chị mình cắt nó cũng không có bị vướng tay chân nữa. Rồi mã số là 41308. Em lên mã số 42 ha. Đây là một cây tỉa hàng rào của hãng Nishigaki của Nhật ha, anh chị mình hay gọi là hãng con cua đó. Mã số 42. Rồi cây này phần cán còn liền lạc, cây này size dài ha, cây này size dài con cua của Nhật này, Nishigaki ha. Đó, những cây này anh chị mình mua mới, cái này là hàng rèn thủ công anh chị ha. Nếu mà dòng mà cán bằng nhựa, cán bằng nhôm á thì nó cũng tầm khoảng là 1,2 triệu mấy, 1,3 triệu một cây rồi. Còn này là dòng hàng rèn thủ công cán gỗ nè. Thì cây này cũng có là nó hơi có bị nhăm nhăm chân kim thôi, chứ còn phần phun lưỡi anh chị mình thấy cái phần vai sức dọc vẫn còn nè, và lưỡi là cũng phun đẹp anh chị ha, bén cực kỳ. Đó, cây này, những cây này do tình trạng để bãi nó hơi ẩm nước thôi, chứ còn về cái vụ mà nó xài nhiều xài ít thì cây này không có xài nhiều đâu. Cái phần ốc ác nó còn zin, nó không có rơ lắc, cắt tới đâu là nó khít, nó nghiến vô cái tới đó à. Bên em lấy cái
tờ giấy. Nói chung là nó bén rồi nha chị ha. Cây này rất hai mấy, nói chung là ba cây này thì bén khỏi bàn. Đó, bén cực kỳ. Ok ha. Cái này mình tỉa hàng rào hoặc là anh chị mình tỉa cành nhỏ cũng được ha. Chiều dài lưỡi là 16 xăng. Chiều dài tổng thể cây kéo là tầm khoảng là 67 xăng ha. Rồi cây này chốt cho em mã số là 42, 350 ha. Em lên mã số 43. Cây này là hàng cho anh chị mình sưu tầm hoặc là mình xài cũng được ha. Cây này là thép giấy xanh, dép giấy xanh Yasuki. Cây này là form lưỡi còn duy nguyên. Và cái tán của nó dài anh chị. Cây này tán cực kỳ dài. Đó, anh chị mình có thể so ra ha. Nó dài. Đó, nó dài ha. Đó, nó dài gần như là 3/4. Rồi, 4/3. Form dáng là lưỡi nó còn duy nguyên anh chị ha. Cây này khi mà anh chị mình cắt nó hơi bị chéo quay như thế này này. Về anh chị mình chấm một cái điểm hàn ha. Anh chị mình chấm hàn một cái mụn ruồi giùm em. Để khi mình chị mình khít tới đây này, anh chị mình chấm cái mụn ruồi ngay đây giùm em, hoặc là chấm ngay đây ha. Mình chấm ngay đây hoặc là chấm ngay đây để mình cắt nó không có bị quá như thế này ha. Rồi cây này là anh chị mình thấy được cái khâu vắt giác kim cương này. Những cây này không có ít. Những cây này là hàng rất là xịn. Và cây này hàng rèn thủ công ha, hàng rèn thủ công. Anh chị mình thấy cái dáng nó bự chà bá à. Gọi là cái nó chà bè ra đó. Này, phần cán ha. Cán này về mình có thể mình xả nhám và mình sơn bu lại cho nó đẹp. Còn ngon lành nhưng cũng không có nên nổi tệ. Những cây mà hàng rèn thủ công như thế này anh chị mình mua mới nó cũng tầm khoảng là 3-4 triệu một cây anh chị ha. Còn cây này là lưỡi đặc biệt luôn. Đây anh chị mình thấy ha. Đó. Anh chị mình thấy hai đường hai lớp thép này. Ok ha. Chữ này ha. Thì nó cũng vài chỗ lấm tấm trên kim thôi, chứ còn anh chị thấy cái phần phân xước này kia hàng zin đẹp này. Cây này là em đang bán theo giá của hàng thép giấy xanh anh chị, đang thép giấy xanh hàng rèn thủ công. Còn không biết là phải của Masakuni không thì em không khẳng định ha. Nhưng mà thấy nó cũng hơi giống giống á. Anh chị mình cứ mua đi, thêm mình phát hiện ra hời thì mình mua. Hoặc là mình mua cây này sưu tầm với cái giá là thép giấy xanh và hàng rèn thủ công, cây này cũng ngon lành rồi. Nó hơi phần ố, phần nham nham, phần ốp chút, còn trên đây phần lưỡi ở dưới này nha anh chị. Cây này dáng cán cực kỳ dài, khít ha. Cây này thao tác rất là nhanh. Cái này thì em chưa có bỏ dầu vô đây nè, anh chị mình thấy ha, nó có một gạch này. Em chưa có bỏ dầu nhớt vô đây, mình bỏ dầu nhớt vô đây này thì nó sẽ ngon lành, nó không có bị khiết, bị xít. Hai lớp thép ha, cái thần lớp lưỡi là khi anh chị mình xài, mình sẽ xài mòn nó tới ngoài này luôn nè. Đó. Này thì không biết là phải Masakuni không ha. Đó, đây. Mình xài cái lớp lưỡi này, mình xài sẽ ra tới ngoài này luôn. Đây ha. Rồi. Giờ em sẽ đo phần cán. Nói chung là những cây này mình xài giờ nó còn rẻ, chứ sau này hàng bãi ít á thì ít gặp. Những cây này thì anh chị mình mua hàng mới bên Nhật về thì giá nó 3-4 triệu một cây, nó cao lắm. Mà cây này thì form dáng nó còn nguyên nè. Rồi lưỡi dài 23 xăng ha, lưỡi rất là dài, cắt tỉa nó nhanh, 23 xăng. Chiều dài tổng thể cây kéo này là khoảng 60 xăng nha chị ha, 60 xăng. Rồi. Cái này mã số là 43 nha chị ha, 43, giá là 700. Thì những cây kéo cái giấy xanh thông thường và bản ngắn này kia và không có khâu kim cương đâu thì giá nó cũng tầm khoảng là khoảng 2 triệu mấy 3 triệu một cây rồi. Đấy là gọi là hàng gần như là hàng công nghiệp á, nên em sẽ mở cho anh chị mình xem. Anh chị mình thấy ha, đối với những cây bình thường nè, 24 xăng nè, biết 24 xăng là cái gì? Thì Seisakuso, anh chị mình thấy hãng này làm toàn hàng xịn không ha?
Đây Masamune nè, Masamune là cây hồi nãy là cây này đó anh chị. Này ha, Masamune là cây này nè. Chữ nè ha. Thì giá tầm khoảng 12.200 yên rồi. Là tầm khoảng là 2 triệu 2 rồi ha. 2 triệu 2, 2 triệu 4 rồi. Chưa kể phí ship về Việt Nam. Nó cũng dòng thuộc là dòng kéo nhỏ này ha, chứ không phải là kéo bự như hồi nãy như cái cây giấy xanh này. Thì cũng tầm khoảng là 2 triệu mấy rồi ha. Còn cây này là hàng giấy xanh và lưỡi dài. Rồi, anh chị mình có nhu cầu mình cứ mua thôi. Hoặc là mua về mình sưu tầm cũng được, để mình sau này mình xài cũng được ha. Mã số 43 giá là 700, chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em lên mã số 44. 44 là một cây kéo tỉa ha. Cây này thì thường thường anh chị mình hay thấy kéo tỉa dăm á, nó size tầm khoảng là 18 hoặc là 16 là nhiều. Thì cây này là thép Yasuki ha, thép Yasuki của nhà máy Hitachi. Thì anh chị mình thấy thường thường xếp thép Yasuki á, thường thường nó là giấy trắng hoặc là giấy xanh ha. Đây cây này cũng có chữ ha. Đây 41 nè, cây 41 380 hồi nãy là có chữ đằng sau nè. Đó. Ok ha. Đó, anh chị mình thấy nè. Chữ ha. Rồi. Cây này mã số là 44 nha anh chị ha, hàng mới chưa xài. Thì em lấy nguyên lô nhiều lắm nên nó mới được cái giá rẻ như thế này. Kéo tỉa dăm giá rẻ như thế này, nếu mà anh chị mình mua ít thì giá hàng thường nó sẽ cao hơn. Thì em lấy được nguyên lô mà nhiều á thì giá nó mới được giá rẻ là 500 ha, còn ít thì giá nó sẽ cao hơn nhiều. Thì anh chị mình thấy à, cây này là size 21 xăng, thép Yasuki ha. Thép Yasuki nó tương đương với thép giấy trắng hoặc là thép giấy xanh. Nó cực kỳ bén và độ dày bén lâu. Mặt sau đây anh chị. Đây ha. Hàng chuẩn Nhật nha anh chị ha, hàng chuẩn Nhật nè. Đó. Có tem nhập hàng hóa đàng hoàng nha anh chị ha. Rồi size 21 xăng, khi xài xong thì anh chị mình nhỏ dầu, mình vệ sinh những cái mà nhựa cây vô giùm em. Anh chị mình thấy nè. Một hộp như thế này làm 6 cây ha, và em nhập rất là nhiều nên là mới được cái giá rẻ như thế này. À, này em lấy thêm tượng trưng một hộp thôi, 21 xăng nè. Rất là nhiều và số lượng bên ngoài còn nhiều lắm. Và kéo này là kéo Kozo nha chị ạ, kéo Kozo. Kéo Kozo. Gọi là kéo tỉa nhưng mà anh chị mình có thể mình tỉa chi dăm hoặc là những cái cành nó nhỏ nhỏ một chút cũng được ha. Cái phần này là phần dầu ở trên này để bảo quản ha, hai lớp thép này. Đây Make in Japan này ha. Đó, rất là dày dặn. Nhìn vô cây kéo cảm giác nó cứng cáp, dày dặn cực kỳ. Hàng quả giờ anh chị mình mua vô những cây mà nó cũng form đẹp hoặc là nó như thế này thì cũng tầm khoảng là 400 mấy rồi. Chúng không rẻ hăng nên là anh chị mình mua những cây này hàng mới chưa xài, mình xài cũng ngon lành. Vừa xài vừa sưu tầm cũng được. Đây anh chị mình thấy chữ này, đó, chữ khắc chìm luôn ha. Ram đen trên này còn nguyên. Và cái lưỡi dày anh chị mình cắt cành cũng được ha. Mình cắt cành nhỏ nhỏ cũng được ha. Tỉa dăm, tỉa cắt cành, tỉa lá gì cũng được. Chỗ này thì dày tầm khoảng là 4 ly rưỡi nha anh chị ha. Rồi. Chữ Nhật đầy đủ nha, Make in Japan đằng sau nè, đằng trước thì là tên hãng, tên thép. Chiều dài lưỡi sử dụng là 5,5 và chiều dài tổng thể cây kéo này là khoảng hơn 21 xăng ha. Rồi cây này chốt giùm em mã số 44, giá là 500. Rồi em đã lên 44 mã clip số 85 ha. Anh chị mình mua mã nào thì mình cứ nhắn tin hoặc là điện thoại và số điện thoại trên tiêu đề giùm em. Đây ha, 500. Rồi, mã số 44. Rồi anh chị mình bấm nút like và nút đăng ký kênh để theo dõi các clip mới bên em ha. Em xin chân thành cảm ơn.